Xin chào các anh chị nha. Chúc các anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Ngày hôm nay mình có một cái gọi là ví cắp nách để giới thiệu cho tất cả các anh chị. Đấy, cái ví này nó sẽ là nó độ dài nó là khoảng 26 cm, 25 cm. Đấy là mình tính nội tâm thôi nhé, nội tâm cũng là trong năm mình sử dụng. Đấy, thì cái ví này nó là cái ví bằng chất lượng da mưu, da thật nhá. Đây này các bác nhé, nếu như các bạn, các bác mà dùng cái loại ví của bên hãng chúng tôi ấy mà bị nổ da ra như thế này đấy, thì chúng tôi sẽ bồi thường cho các anh chị 100% đổi mới, không mất một chi phí nào khác. Đấy, thì đây là cái ví này, xem là nó có mấy ngăn. Một ngăn này. Đấy, ngăn chính giữa này. Đấy, hai ngăn này. Ô, nó có cả dây đeo các bác nhá. Đấy, dây đeo nhá. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, bên trong là tất cả các cái ngăn con có thể đã được những cái các vi zip rồi điện thoại nhỏ. Đấy. Đây còn bên trong nó có cả cái khóa để kéo được tất cả những cái tiền chẵn nhá. Đấy. Đấy, bên ngoài này các bác đựng những cái giấy tờ cần thiết để cần sử dụng ngay. Đấy, cái ví này nó có thể là đựng được iPad các bác nhá, điện thoại rất tốt. Đấy, thì anh nào có nhu cầu sử dụng cái ví cắp nách này thì cứ để lại số điện thoại, cái ví này nó có thể dùng này. Đấy, rất sang trọng các bác nhá, đi công tác cũng được mà, đi làm cũng được mà, đi chơi cũng được mà. Đấy, rất là tiện lợi cho các anh chị nhá. Đấy, mà hàng này là hàng da thật nhá, rất là đẹp, chuẩn chỉ luôn. Đấy, các anh các chị được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Nếu anh chị nào có nhu cầu thì cứ để lại số điện thoại bên dưới, chúng tôi sẽ gọi lại ngay sau ít phút để tư vấn cho anh chị nhá. Chúc các anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nhá.